Hello anh em, chào mừng em quay trở lại Nguyên Công PC. Intel Arc A750 đã về Nguyên Công PC và anh em hãy cùng mình thử xem là đập hộp và test nó, xem nó mạnh từ đâu nhá. Bắt đầu video. Trước tiên thì anh em sẽ ở thấy cái vỏ hộp ở ngoài, thực sự luôn là Intel làm cạc nó cực kỳ chỉnh chu luôn. Đầu tiên từ cái hộp nhá. A750 này, nghĩa là cái hộp nó rất là đẹp và cái tông màu này ấy, anh em chỉ có thể nhầm với Intel thôi, nhầm với con 13900K hay 12900K mình để đâu rồi nhỉ? Nói chung là nó không có ở đây, nhưng mà về cơ bản ấy thì cái tông màu của Intel thì luôn luôn có kiểu dạng xanh đậm như này, và thực sự luôn cái hộp này nó làm cho mình rất là ấn tượng vì nó đẹp và nó đơn giản. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong để thử xem là con cạc nó như nào. Thực ra là mình xé siêu con này rồi để test cho anh em rồi, nhưng mà mình vẫn cứ đóng lại để cho anh em có thể thấy được là cái sự đẹp nó nhìn đơn giản không? Không có gì cầu kỳ hoa lá hẹ cả. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhấc con cạc ra anh em. Úi giời ơi. Đây. Thì cho anh em xem. Đây là Intel Arc A750. Thì cái ấn tượng đầu tiên khi mà mình cầm với em nó là mình rất ấn tượng vì cái kích thước. Cầm nhiều con 4000 quá rồi. Cầm nhiều con 7000 quá rồi, nó to ấy. Lâu lắm rồi chúng ta mới cầm lại được con cạc nó nhỏ như này. Nó nhỏ như này chắc là mình nghĩ là cái đời 2X. RTX 2000. Anh nghĩ là to sẽ tầm tầm này. Nó rất là nhỏ và anh em có thể thấy là cái độ hoàn thiện cực kỳ tốt nhá. Trước tiên thì chúng ta đến cái mặt quạt đi. Cánh quạt cực kỳ dày bản luôn. Dày mà nhìn nó rất là chắc chắn, và đặc biệt là cái phần hoàn thiện cái ốp nhựa này này. Nó dạng anh em biết cái kiểu điện thoại mà làm bằng nhựa xong nó làm kiểu nhám nhám không? Y xì luôn, y xì tượng luôn, mà nó cũng khá là giống kiểu hoàn thiện ở trên laptop ấy anh em ạ. Sờ rất là sướng và thực sự rất là đẹp luôn. Nếu mà anh em dựng cạc lên nhá, anh em đặt như này. Nó vô cùng basic. Ngày xưa thì mình nhớ có con Vision của Giga, thì bây giờ chúng ta có Intel Arc. Rất là đẹp đấy. Còn về nhiều cái mặt này anh em thấy không? Intel Arc, cái logo này chúng ta có thể phát sáng nhé. Tuy là không chỉnh được màu nhưng mà nó cũng gây được điểm nhấn này. Các cái kiểu khe tản gió thì làm rất ok. Nó làm thế này nó làm cho mình liên tưởng đến cái cách bố trí khe tản gió, khe tản giống của bên Radeon. Mấy con Founder ấy, nó cũng giống kiểu này, là thay vì là người ta xếp chéo chéo thì ở đây nó xếp song song luôn. Và gần như là mình có thể nhìn xuyên qua được những cái lá tản đấy. Nhìn khá là hay. Đấy, còn bên trên này chúng ta cũng có một điểm nhấn nữa là Intel Arc, và chỗ này chúng ta được phay xước này, xong là còn có cả CNC à? Không, không phải CNC, mà nó chỉ là một cái giải nhựa làm kiểu dạng bóng thôi. Nhưng mà nhìn nó cũng rất là ấn tượng. Đó. Cổng kết nối thì đấy, đầy đủ 3 DisplayPort 1 HDMI. Nói chung là mình rất ấn tượng về thiết kế từ cái vỏ hộp cho đến là thiết kế của em cạc. Nhìn nó rất là nhỏ và lâu lắm rồi mình mới gặp một chiếc cạc nhỏ như thế này. Thì không biết là hiệu năng của nó ra sao, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng cắm thử vào cây. À không, thực ra mình cắm rồi, bây giờ mình sẽ show hiệu năng cho anh em. Thì có một điểm rất đặc biệt ở trên em cạc A750 này, đó chính là hiệu năng cũng như là hiệu năng chơi game và hiệu năng làm việc nó khác nhau anh em ạ. Với hiệu năng làm việc nhá, khi mà mình cắm vào để chạy thử với Premiere Pro thì nó làm cho mình rất bất ngờ, bởi vì ngày xưa mình đã từng được trải nghiệm em Intel Arc A380 rồi, thì nó chưa support quá nhiều vào cái công đoạn làm việc của mình với những cái phần mềm như kiểu là Premiere Pro hay là những công việc cần đến sức mạnh của các đồ họa. Tuy nhiên thì lên em A750 có lẽ Intel đã cải tiến được việc này, bởi vì là mình thấy nó support mình rất tốt trong quá trình làm việc. Mình khi mình chạy preview này, khi mình ép những effect nặng hay cái gì đó liên quan đến các đồ họa vào ấy, thì không chỉ có eGPU chạy mà con GPU này nó cũng chạy cực kỳ ngon và nó ăn rất là tốt. Và khi mà mình có render ấy thì nó cũng kéo được con này rất tốt luôn anh em ạ. Thực sự luôn mình rất bất ngờ. Và cái hiệu năng của nó sau khi mình có so sánh và kiểu nhìn sang những cái con cạc của Nvidia đi, thì em cạc này đang làm được cái điều này. Nó chỉ dưới con 3060 một tí thôi. Mặc dù nhá, anh em nhìn xem, kích thước tổng thể nó thì rất là nhỏ và nhỏ bé hơn 3060 khá là nhiều. Thực sự rất là ưng. Còn về chơi game thì có lẽ, mình nghĩ thôi, có lẽ do driver còn mới quá và em này cũng chỉ với vừa ra mắt thôi, nên mọi thứ nó vẫn chưa được tối ưu quá tốt. Mình thấy được cái đỉnh FPS của em cạc này khá là cao. Tuy nhiên nó lại thường xuyên bị drop. Thì mình nghĩ thôi là trong khoảng thời gian sắp tới đây, sau khi mà Intel sẽ tối ưu lại được BIOS này, Intel tối ưu lại được phần mềm và driver cho cạc đồ họa, thì dần dần nó sẽ ổn định và sức mạnh có cũng loanh quanh đâu đó trên dưới 3060 một chút. Rất là tuyệt vời đúng không? Còn bây giờ chúng ta quay về thông số. Mình đi hơi ngược tí, là nó không sử dụng CUDA, nó cũng không sử dụng stream co các thứ gì cả, mà nó sử dụng một cái nhân riêng này, nhân co x thì phải, mình nhớ không nhầm là như thế. Thì về cơ bản thì nếu anh em chưa dùng cạc Intel bao giờ thì rất khó có một cái thang đo, thế nên là
thể hiện sức mạnh luôn. Là từ bữa đến giờ mình đã nói về sức mạnh nó trước rồi đấy, để cho anh em có thể thấy được là em A750 này mạnh tới đâu. Đấy, còn với 8GB RAM GDDR6 thì nó sẽ thua thiệt một chút khi mà so với bản 3060 12GB. Nhưng mà với 8GB anh em vẫn hoàn toàn có thể chiến game được và làm việc một cách khá là ổn áp rồi, chứ không phải là ít như kiểu 4 hay là 6GB nữa. Thì như vậy đã là rất là ngon với một em A750 rồi. Và còn về sức mạnh ăn điện và nhiệt độ thì sao? Câu chuyện ở đây đang nói này, một em cạc ở đây ăn đâu đó khoảng 14 pin CPU thì em A750 chúng ta ăn lên tới là gần 200W. Mặc dù trên thông số mình thấy là nó ghi là 224-225W thì mình cũng không biết là đấy có phải là Epson không của Intel nhá. Nhưng mà mình có được test và mình có chạy mắc được con GPU rồi thì nó sẽ ăn đâu đó khoảng từ 190-200W. Nhiều đúng không? Nhưng nhiệt độ anh em nghĩ sao? Nhiệt độ nó chỉ có 70 độ thôi. Kể cả anh em có đóng vào cây thì nó chỉ lên được 75-76 độ. Thì mình khá là bất ngờ. Bất ngờ điều gì? Đó chính là điện nó ăn không phải là ít, thật sự luôn. Với mức điện 200W thì không phải là ít cho một em GPU nữa. Nhưng mà với một cái hệ thống tản nhiệt nó khá là mỏng như thế này mà nó giữ vững được nhiệt độ khi mà mình để open cây là đâu đó khoảng 70 độ, có khi mà đóng cây vào và sử dụng trong môi trường kín thì nó lên được tầm khoảng 75-76 độ. 200W rất là bất ngờ với một em GPU là không phải là yếu, nó cũng khá là mạnh, tản mỏng như thế này mà nhiệt độ giữ vững được ở đó khoảng 70-71 độ thì mình thực sự rất là bất ngờ với Intel làm ra con A750 nó ngon đến như thế nào. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ bàn về mức giá. Với mức giá mà mình có tham khảo ở bên Nguyễn Công PC ở nhà mình luôn ấy thì nó ở mức là trên 7 triệu. Thì với trên 7 triệu thế này nó chưa đắt bằng 3060. Nó rẻ hơn 3060 và tất cả mọi thứ nó làm hiện tại đối với mình khi mà được test em này mới về ấy, thì nó đều xấp xỉ với 3060, nó chỉ thua 3060 một chút thôi. Thì mình thấy A750 thực sự đã làm rất tốt, tốt hơn em A380 rất nhiều về cái khoản là hiệu năng cũng như giá bán của em đó. Thì anh em thấy sao về một em cạc mới toanh đến từ Intel và một cái thương hiệu mặc dù đã lâu đời rồi nhưng mà mới bước chân vào thị trường làm cạc với mức giá hơn 7 triệu, anh em có chọn em nó không? Hay là anh em chỉ thích em nó và mua em nó về bởi vì là cái hộp đẹp quá, con cạc đẹp quá? Thì nhớ để lại comment xuống bên dưới. Và đừng quên là bấm chuông cũng như bấm đăng ký kênh Nguyễn Công PC để chờ đợi mình trong những video tiếp theo. Còn bây giờ thì...